Não, sáng sớm, dậy sớm, đỗ đại học số 02, bắt đầu. Ok, let go câu số 1. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước để tạo thành dung dịch kiềm? Tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm, nó là Na, đúng không? Na tác dụng với lại H2O thì tạo thành NaOH cộng với lại 1/2 H2. Quá dễ. Câu 1. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước tạo thành kim loại kiềm? Câu này bị trùng. A. Anh Ganh cắt bị lỗi đây. Câu 3. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Amin bậc 1. Amin bậc 1. Isopropinamin, đúng không? Đây nó đây. Nó này. Isopropinamin amin bậc 1. Đáp án đúng. Đáp án A. Amin bậc 1 mà các em. Trimetinamin thì nó là amin bậc 3. Trimetinamin là amin bậc 3 mà. Đây để bạn hỏi là amin bậc 1 mà. Úi rồi, các bạn đã chết cha là không có sao cả các em ạ. À. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời nhá. Không có gì phải sợ sệt cả. Comment đáp án mãnh liệt lên nhá. Mạnh mẽ lên. Lì lợm lên. Câu số 4. Gan góc lên. Thì mình mới chiến thắng được. Số nguyên tử carbon trong phân tử dipeptide A là có 3C. Gly có 2C. 3 cũng 2 là 5. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À. Câu 5 ạ. Có bạn hỏi là có bao nhiêu câu, thầy cũng chẳng biết có bao nhiêu câu. Chữa hết thì nghỉ nhá. Chữa hết thì nghỉ, thầy cũng chẳng biết. Mặc dù thầy là người soạn đề đấy. Thầy soạn nhiều đề lắm, không nhớ. Câu 5 ạ. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là giảm nồng độ các ion C2 cộng và MH2 cộng. Được không ạ? Câu 6. Tên của CaCO3 canxi gì ạ? Carbonat G. Mạnh mẽ lên các em. 7. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch chất nào sau đây vào ống nghiệm? Được nhôm 3 cộng, thu được kết tủa keo màu trắng. Chú ý là chất đó phải dư. Thế chỉ có NH3. Tại vì AlOH3 lần không bị tan trong NH3. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 8. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên thì nó là tơ tằm. Câu 9. Chất nào sau đây là nguyên liệu để sản xuất tơ visco? Thì visco chính là cellulose nhúng vào dung dịch CH2. Vậy thì đó là cellulose. Câu 10. Công thức của sắt 3 xuân pháp B. Quá dễ dàng, quá đơn giản đúng không? Xúc miệng buổi sáng. Xúc miệng buổi sáng. Xúc miệng buổi sáng. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Minh trong 34 buổi sáng ngày hôm qua. 34 buổi sáng đã qua. Và thầy Minh rất mong muốn rằng tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy Minh nhiều nhiều hơn nữa bằng cách là comment đáp án và tag cho thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Rồi ạ. Hãy chia sẻ buổi học này lại về tường, bởi vì đây là buổi học free. Câu 11. Chiến đấu tiếp ạ. Câu 11 ạ. Phân tử khối của metinacetat CH3 CO CH3. Đúng chưa? Vậy phân tử khối của nó bằng 74. Đáp án chính xác là đáp án C. 12. Vôi sống. Nào. Vôi sống ạ. Các bạn cùng chọn cho mình nhầm công thức vôi sống là gì ạ? Câu này hay này. Công thức vôi sống là gì ạ? Vôi sống là gì các em? À đúng rồi, chính xác. Rất chính xác. 12 đáp án B. Đây là công thức vôi sống. Thầy Minh chia buồn với bạn đã chọn A nhá. Chia buồn với rất nhiều bạn chọn A. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời nhá. CaCO3 không phải là công thức của một vôi sống. Nhớ kỹ nhá. Câu 13. Sắt tác dụng với dung dịch HCl thì sinh ra hợp chất trong đó sắt có số xóa là bao nhiêu? Thì Fe mà tác dụng HCl ấy thì ta sẽ sinh ra gì ạ? FeCl2 nhá. Vậy đó là sắt dương 2 C. 14. Kim loại nhôm tác dụng với cao hoặc sinh ra khí nào sau đây? 14 ạ. Kim loại nhôm ạ. KOH cộng Al tạo thành KAlO2 cộng H2. Vậy sinh ra khí H2. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. 15 ạ. Acid palmitic có trong thành phần của bom napalm. Số nguyên tử H trong phân tử acid palmitic. Số nguyên tử H trong phân tử acid palmitic. Palmitic là gì ạ? C bao nhiêu? C
15, H, 31, COH. Nhiều bạn chọn 31 là sai. 31 cộng 1 bằng 32. Đáp án C, 32 mới là chính xác. Chia buồn với những bạn đã chọn là 31. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần, chúng ta nhớ cả đời. Các em nhé. 16. 16 ạ. Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng sắt theo pháp điện hóa. Pháp điện hóa nhé các em nhé. Theo phương pháp điện hóa nhé, các bạn lưu ý. Cần gắn vào bề mặt ngoài phần ngập dưới nước của vỏ tàu những khối kim loại nào sau đây? Thì cần gắn vào bề mặt ngoài phần ngập dưới nước của vỏ tàu, đó là kim loại kẽm. Đúng chưa? Kẽm thì mạnh ăn sắt, nên nếu bị ăn mòn thì kẽm bị ăn mòn trước. Ok. Let's go. 17. 17 nào các em. 17 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh ạ. Một lần sai, một lần nhớ. Sai một lần, nhớ cả đời. Các bác sĩ trên thế giới đều cảnh báo rằng khí NO2O, khí cười, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch và hệ thần kinh. Tên của N2O là... Hôm nay rất nhiều bạn offline có thể bị sai nhé. Tên của N2O là gì ạ? Nitơ gì ạ? Bạn nào chọn là nitơ monoxit là sai. Nó phải là gì ạ? Dinitơ monoxit. Nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Đấy. 18. Mình luyện phản xạ hóa học các em ạ. Mình tăng tốc. 18. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch H4 loãng? 18 ạ. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch H4 loãng? Chất nào ạ? Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch H4 loãng? N2CO3 có nhé. NaOH có. CaOH có. Vậy gì ạ? NaCl. NaCl là chắc chắn là không phản ứng với H4 loãng chặt luôn. 19. Trong công nghiệp thì nhôm được điều chế trực tiếp từ Al2O3 bằng phương pháp nào sau đây? Trong công nghiệp ạ. Trong công nghiệp, nhôm được điều chế trực tiếp từ Al2O3 bằng phương pháp nào sau đây các em? Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với luyện áo sáng sớm cùng thầy Minh Mialin. Ngày hôm nay là ngày thứ 34 thầy Minh dạy luyện não sáng sớm cùng với tất cả các bạn và các em. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy Minh bằng cách là chia sẻ lại buổi học này và tag giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. 34 ngày chúng ta chiến đấu cùng nhau rồi, và hôm nay là ngày, và hôm nay là đề dạy sớm đỗ đại học số 02. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã ủng hộ thầy Minh chiến đấu để chiến thắng, quyết chí, quyết tâm. Câu 19 ạ, công nghiệp Al được điều chế trực tiếp từ Al2O3 bằng phương pháp nào sau đây là điện phân nóng chảy? Đáp án chính xác chúng ta là đáp án A các em nhé. 20. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Kim loại nào sau đây ạ? Có nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất thì nó là Hg. D. Câu 21 ạ. 21 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh ạ. 21 ạ. 21 đáp án gì ạ? 21 nào. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch chất nào sau đây? Vào ống nghiệm đựng AlCl3 thu được kết tủa keo màu trắng. Thế thì chú ý là từ dư nhé. AlOH 3 lần nó bị tan trong H4. Nó bị tan trong HCl. Đúng chưa? Không thể tạo thành AlOH 3 lần trong NaCl được. Vậy chỉ có thể là NH3. Do là AlOH 3 lần không tan trong NH3 dư. Ấm chưa? Ấm chưa? Rất dễ. Câu 22. Câu 22. 22 các bạn chọn đáp án gì ạ? Nhôm oxit là chất rắn màu trắng không tan trong nước và không tác dụng với nước. Nhôm oxit là Al2O3. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. 23. 23. Phải thật nhanh các em ạ. Tốt, rất tốt. 23 đáp án gì ạ? Kim loại nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây ạ? Câu 23. Kim loại nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây? Nhôm tan trong NaOH, tan trong BaO lần, tan trong HCl, không tan được trong BaCl2 các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 24. Phải thật nhanh. 24. Dung dịch NaOH và dung dịch chất X thu được kết tủa màu nâu đỏ. Chú ý nha, màu nâu đỏ. Từ khóa đấy ạ. Kết tủa màu nâu đỏ là kết tủa đặc trưng chỉ có ánh nào? Nào, kết tủa màu nâu đỏ
là cái tủa đặc trưng chỉ của anh nào? Màu nâu đỏ, đặc trưng chỉ của sắt 3, đúng rồi. Vậy là áo hắt vào FeCl3 mình thu được FeOH3 lần nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án FeOH3 lần. Gì? Câu 25 ạ. 25 nào các em ơi. Phải thật nhanh ạ. Một lần sai một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời. Luyện lý thuyết là chúng ta phải comment đáp án liên tục. Chiến đấu để chiến thắng, chiến đấu vì màu cờ. 25 ạ. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Polymer nào sau đây ạ thuộc loại polymer thiên nhiên thì nó là gì? Cellulose. Quá đơn giản. Câu số 26. Kim loại nào sau đây khối lượng riêng nhỏ nhất? Các bạn làm với thầy 34 buổi rồi, các em sẽ thấy rằng là những cái câu này nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đúng chưa? Chúng ta làm để chúng ta dặn dày kinh nghiệm, chúng ta làm để khi vào phòng thi ấy, chúng ta cứ thêm mà tô thôi. Khối lượng riêng nhỏ nhất là liti C 27 ạ. 27 ạ. 27 đáp án gì các em? Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Thì nó là etinamin đúng không? C2H5 NH2. Quá mát. 28 ạ. 28 nào, 28 các em chọn đáp án gì nào? 28 ạ. Quá dễ dàng đơn giản. Kim loại nào sau đây thuộc với nước tạo thành dung dịch kiềm? K. K cộng với nước tạo thành KOH đúng không? 29. Phát biểu nào sau đây là đúng? Trùng ngưng buta 1,3 dien phải là trùng hợp. A sai. Đồng trùng hợp buta 1,3 dien và acronitrin thu được polymer dùng để sản xuất cao su nano. Đúng. Chính xác luôn. 29 đáp án đúng của chúng ta đáp án B. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 29 đáp án B nhá. Tuyên dương tất cả các bạn và các em. Và chia buồn tất cả các bạn và các em đã chọn đáp án nhiễu. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời. 30 ạ. Nào 30 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh ạ. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất ạ? Nhớ cái cụm từ, bạn nào mà quên thì nhớ cụm từ bộ đội Việt Nam cho thầy mình. Bộ đội Việt Nam bạc đồng vàng sắt. Vậy anh dẫn điện tốt nhất là anh AG. À. Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức, lưu ý cho thầy từ ở đây. Nó là từ amin đơn chức nhá. Amin đơn chức X. Thu được N2 2,1 mol H2O và 1,2 mol CO2. Ta thấy N nước lớn hơn NCO2. Ok chưa? Thế thôi bây giờ mình làm này, C chia H thì bằng số mol CO2 là 1,2 chia số 2 lần số mol H2O là 4,2. Được chưa? Vậy ta có là 1,2 chia 4,2 thì bằng bao nhiêu? Máy tính đâu rồi? Máy tính đâu? 1,2 chia 4,2 bằng 2 chia 7. 2 chia 7 thì ấm luôn các em nhỉ? 2 chia 7 thì nó là anh nào? C2H7N. Dễ. Ấm mát luôn. Ấm mát luôn. Ấm láp áp tình cảm luôn. Khuất đề đâu? Nguyễn Thị Khánh Huyền ơi, em thoát ra vào lại đi, làm gì có khuất đề? Có mỗi mình bạn nhìn thấy là khuất đề thôi, các bạn khác chẳng có khuất gì. Xịn sò luôn. Câu 32. 32 một câu tính toán. 32 ạ. Cho 8,4 gam muối carbonat của kim loại M và dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 9,324 gam muối kim loại M là. Làm gì có khuất? Chữ đại học đọc được hết đây đấy. Hai bên không bị mất chữ đâu. Các em thoát ra vào lại đi, hai bên không bị mất chữ đâu. Thầy đang nhìn ở đây mà, làm gì bị mất chữ. Các em thoát ra vào lại đi. Không bị mất, thầy đang nhìn thấy không bị mất, các em thoát ra vào lại đi nhá. Xoay ngang cái điện thoại ra. Câu 32. Muối carbonat của kim loại M và HCl. Thì mình nhìn này. Fe này, Ca này, Mg này. Nhá. Đúng rồi, cảm ơn Trần Đức Tài Anh. Em phải xoay ngang ra, đấy đấy, tất cả các bạn đều không bị khuất đấy. Nào ta có ạ. Giả sử cái muối carbonat này của chúng ta là hóa trị 2 đi. Thì là MCO3. Thì số mol nó là 8,4 chia cho M cộng 60 cộng với HCl nhá. Cộng với HCl nhá. Thì ta sẽ có này, thu được này MCl2 này 9,324 chia cho M cộng 71. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố M thì hai thằng này bằng nhau. Được chưa? Bảo toàn nguyên tố M thì hai thằng này bằng nhau.
Vậy hai thằng này bằng nhau, giờ bấm máy tính thôi. Đúng không? Ta sẽ có này, 8,4 chia cho này M cộng với lại 60 bằng ấy, chưa ấn xong. Alpha bằng, chết rồi, phải bấm lại này. 8,4 chia cho M cộng 60, cách bấm Casio đấy, bằng, được chưa, bằng 9,324 chia cho M cộng 71, đúng không, 71, ship slow bằng 40, M chúng ta bằng 40, được chưa. 60 là phân tử khối là của 12 cộng 16 nhân 3. Ok nhá. M40 với nó là gì ạ? C à? Quá đơn giản. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Câu 3 bạn. Đấy, chúng ta dậy luyện não sáng sớm. Chúng ta luyện những cái câu bài tập để mà chúng ta vào vòng thi không còn sợ sệt nó nữa. Đây là thầy viết sơ đồ không cần phải cân bằng. Ba bạn, oxit nào sau đây là oxit axit? Ba bạn, oxit nào sau đây là oxit axit ạ? Các em chọn đáp án cùng thầy Minh nhá. Phải thật nhanh nhá. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Minh trong 34 ngày vừa qua. Cái việc mà các em comment đáp án và chia sẻ lại buổi học này đấy chính là một cái lời động viên tới thầy Minh Myelin để thầy Minh có thể livestream liên tục chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em cho đến ngày hôm nay. Thầy Minh rất là mong muốn tất cả các bạn và các em comment nhiệt tình hơn nữa và ủng hộ thầy Minh bằng cách chia sẻ lại buổi học này nhá. Ba bạn, oxit nào sau đây là oxit axit? CrO3, C. Ba tự, phân tử khối của metinacetat ạ. CH3, COO, CH3 phải phân tử khối nó là 74. Đáp án A. 35 ạ. 35 các bạn chọn đáp án gì nào? 35 ạ. CO là một trong những chất gây ô nhiễm môi trường, tên của CO là carbon monoxide. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em nhé. 36 ạ. 36 ạ. Phải thật nhanh ạ. 36 đáp án gì ạ? Cho sơ đồ chuyển hóa sau, công thức của X là C4H8O2 cộng NaOH tạo thành ancol Y. Phản ứng đặc trưng là Y là O2 men giấm, thì chứng tỏ Y chỉ có 2C. Với ancol Y là CH5OH. Mà ancol Y là CH5OH, vậy este của chúng ta nó chỉ rơi vào một trường hợp duy nhất. Đó là gì ạ? CH3, CO, CH5. Không được. Không được. Không được. Đáp án đúng đáp án C. CH3, CO, CH5. Bạn nhìn nhá, đây này. CH3 đây chính là CH3, CO, CH5. Đấy. Thầy Minh xin chia buồn với tất cả những bạn đã chọn đáp án sai. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời các em nhá. Câu 37 ạ. 37 các bạn chọn đáp án gì nào? Một câu tính toán nữa đấy. Hiro hóa hoàn toàn 8,84g triolin. Triolin C17 H33 COO 3 lần C3H5 Noan 3H2. Số mol là 8,84 chia cho 8,84 bằng 0,01. Vậy số mol H2 là bằng 0,03. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án B, bỏ. B bỏ 0,03. Câu 38 ạ. Câu 38 ạ. 38 các bạn chọn đáp án gì nào? Phải thật nhanh ạ. 38 ạ. Cho sơ đồ chuyển hóa sau. Công thức của Y là Y lên men giấm. Vậy Y là CH5OH. Đấy, cái men giấm nó rất hay thì. Vậy chắc chắn X chúng ta nó phải là gì ạ? Đấy. CH3, CH2, CO, CH5. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án B, bỏ các em nhé. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 39. Số mol Fe là 0,1. Tác dụng H4 đặc nóng. Vậy mình bảo toàn E. Sắt đen sắt dương 2, 2 lần số mol Fe. Sorry ạ, sắt đen sắt dương 3 đặc nóng mà. Thì bằng 2 lần số mol NO2. Vậy mình tìm được số mol NO2 bằng 0,1 x 3 chia 2 bằng 0,15. Y bằng 0,15 mol. Đáp án chính xác chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 40 ạ. Câu 40 ạ. Sáng nào thì cũng like các em nhé. Thế like đến tận ngày các em thi luôn ạ. Sáng nào cũng like. 40 phát biểu nào sau đây là đúng.
40. Phát biểu nào sau đây là đúng? Dung dịch xác có phản ứng trắng bạc. Sai, xác không trắng được bạc. Tinh bột và sen là đồng phân của nhau. Sai, hàng này không phải đồng phân nhau. Xác thuộc loại polysaccharide. Sai. Glucose là hợp chất hữu cơ tạp chất, chính xác chưa? Glucose là hợp chất hữu cơ tạp chất, chính xác. Bởi vì nó có đồng thời chức ancol và chức cedo. 41. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, thu được N2. Ta lại giải được chiều của thầy C/H. Bằng số bon CO2 là 0,3. H2O là 0,45 nhân 2 là bằng 0,9. 0,3 chia 9 bằng 3 chia 9. 3 chia 9 làm các bạn biết chọn ngay đáp án gì ạ? C3H9, đúng không? C3H9 là đáp án chính xác của chúng ta, đó là đáp án A các em nhé. Quá dễ dàng, đúng không ạ? Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi và ủng hộ thầy Minh trong 33 ngày qua. Ngày hôm nay là ngày luyện não sáng sớm thứ 34 của thầy trò chúng mình, đúng không? Nhớ vào những ngày đã qua, các bạn hãy nhớ lại cái level của bạn tăng lên dần dần theo từng ngày học. Rồi, câu 42, phát biểu nào cho đây là đúng? Fe2O3 phản ứng với HNO3 sinh ra FeNO3 3 lần. Đúng. Nhưng mà NO3 2 lần là sai nhé. Đây là 2 lần sai. Fe phản ứng với S nung nóng thu được FeS, chính xác. Ok chưa? Với đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em nhé. 43. 180g glucose. 1 glu sinh ra 2 lần thằng C2H5OH. Số mol glu là 1. Hiệu suất là 50% 0,5. Được chưa? Vậy 2 nhân 0,5 thì bằng 1. Vậy số mol C5OH bằng 1. 1 mà nhân với 46 thì bằng 46. Đúng không? Vậy đáp án chính xác câu 43 của chúng ta đó là đáp án A. À, ấm luôn. Tuyên Dương bạn đang ăn cơm, comment đáp án chính xác, rất tốt. Tên rất hay luôn. Có cả cậu ấm nhưng phải về sớm, chịu luôn đấy. 44 ạ. Nào 44 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh các em ạ. 44 á, mạnh mẽ lên nè. Cho tất cả những cái chất này phản ứng với H4 đặc nặng, HNO3 đặc nóng thuộc loại ô xóa khử. Muốn thuộc loại số, thuộc loại ô xóa khử thì số xóa nó phải thay đổi. Đúng chưa? Có nghĩa là Fe chưa phải số xóa cao nhất. Fe dương 2 1 cháu, Fe dương 83 2 cháu, Fe dương 3 full rồi. Fe dương 2 3 cháu. 3 cháu đáp án chính xác chúng ta là đáp án B, bỏ các em nhé. Đáp án chính xác chúng ta đáp án B, bỏ. Câu 45. 45 ạ. 3 cháu mà. 45 ạ. Natri hydroxit, công thức của natri hydroxit NaOHc. 46. Ở nhiệt độ thường dung dịch BaHCO3 lần tắc loãng tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa màu trắng nhé. Thu được kết tủa màu trắng ạ. Vậy là gì ạ? Mình có Ba2 cộng cộng CO32 trừ tạo thành kết tủa BaCO3. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D, rất tốt. 47 ạ. Công thức hóa học của thạch cao sống ạ. 47 ạ. Công thức hóa học của thạch cao sống. Thạch cao sống là gì? CaSO4 ngậm 2 lần nước. A. 48 ạ. Chất nào sau đây là nguyên liệu để sản xuất tơ visco? 48 ạ. Chất nào sau đây là nguyên liệu để sản xuất tơ visco? Tơ visco thì được sản xuất bằng gì ạ? Bằng cách mà cho cellulose nhúng vào dung dịch CS2. Nên đáp án chính xác của chúng ta 48 nó phải là đáp án C các em nhé. 49, chất nào sau đây là ancol? 49 ạ. Chất nào sau đây là ancol? Ancol thì nhóm chức đặc trưng của nó phải là nhóm chức OH. Nên đáp án chính xác là đáp án C. 50. 50 rồi. Bao nhiêu dung dịch sau đây mà tác dụng với BaO một lần lại thu được kết tủa? Bạn lưu ý nhé. Tác dụng với BaO một lần mà thu được kết tủa. CO2 trừ cộng B2 cộng 1 cháu NaCl0. S42 trừ cộng B2 cộng 2 cháu HCl0. Vậy mình có 2 cháu. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án D là đáp án chính xác. 51 ạ. 51 ạ. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl? 51 ạ. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl? HCl là anh acid. Chắc chắn phản ứng với K2CO3. Chắc chắn phản ứng với KOH. Chắc chắn phản ứng với CO lần. Không thì nó là gì ạ? KCl nhá. KCl. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Thầy chào Võ Tê Vũ nha. Vừa nhìn thấy bạn ấy chào thầy cái xong là tin nhắn bị trôi luôn.
Đấy, các bạn comment rất mạnh mẽ, comment như vậy thì chúng ta mới chiến thắng trong kỳ thi nào này được. Team thầy Minh Berlin quyết thắng. Câu 52. Số dung dịch tác dụng với BaCl2 thu được kết tủa. Na2CO3 có CO3 trừ cộng Ba2 cộng, kết tủa là 1 cháu. KCl0, FeS4 có S42 trừ, tác dụng với Ba2 cộng là 2 cháu. HCl0. Vậy chúng ta có 2 anh. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 53. Số nguyên tử C trong phân tử Ala. Câu 53. Ala có 3C, Gly có 2C, 3C cộng 2C bằng 5C. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Ok nhá. Câu 54. Câu 54. 54 đáp án gì ạ? 54 đáp án gì ạ? Phải thật nhanh các em ạ. 54 nào. Bắt đầu đến những câu đếm rồi đây. Bắt đầu đến những câu đếm khoai khẩm rồi đây. Nào, phải đếm cùng thầy Minh nhá. Phải đếm cùng thầy Minh nhá. Đếm thế mới ấm người lên được. Đếm nhiều cho ấm người lên. Ấm người lên thì mình làm mới chính xác được. Không là toang đấy. Các bạn sẵn sàng chiến đấu những câu đếm cùng thầy chưa? Rồi, vào đếm nhá. Câu 54, tiến hành các thí nghiệm sau, số thí nghiệm thu được kim loại. Kim loại, bao nhiêu thí nghiệm thu được kim loại? Chú ý đây là Mg mà vào Fe3 cộng dư thì không thu được kim loại, chỉ thu được Mg dương 2 và Fe dương 2 thôi. Do là Fe3 cộng dư. Cl2 mà vào FeCl2 thì mình chỉ thu được FeCl3. H2 qua Cu thì mình thu được CuO, thì mình thu được Cu một chảo. Na vào CuH4 dư thì mình thu được Na2H4 và CuH2 lần, không thu được kim loại. Điện vân dung dịch CuH4 với điện cực trơ mình thu được Cu hai chảo. AgNO3 thì bạc cộng cộng với Fe2 cộng để tạo thành Ag và Fe3 cộng 3 chảo. Vậy ở đây ạ, chúng ta có 3 thí nghiệm để thu được kim loại, nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án này. Câu 55 ạ. Câu 55 ạ. Câu 55. Xét các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Đấy, các bạn cũng lưu ý cho thầy nhá. Câu 55 ạ. Xét các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Phải thật nhanh ạ. Bao nhiêu ạ? Các em ạ, luyện não sáng sớm đến ngày hôm nay là ngày thứ 34 rồi. Và thầy Minh rất là hạnh phúc khi mà thầy Minh nhìn thấy được là điểm của tất cả các bạn học sinh lớp offline và online của thầy Minh tăng lên từng ngày. Cái việc mà điểm của các em tăng lên từng ngày và các bạn bị hạn chế, gần như là không còn sai những câu lý thuyết dễ nữa, đấy là cái thành tựu của tất cả các bạn và các em. Đấy là cái sự cố gắng của tất cả các bạn, của các em. Và các em đã được ghi dấu lại trong cái điểm thi. Và thầy Minh rất mong muốn rằng là khi mà các em đi thi ấy, thì các em không còn bị sai những câu lý thuyết dễ nữa. Bởi vì những câu lý thuyết dễ, điểm của nó cũng chính bằng những câu khó. Đúng không ạ? Chúng ta đã chứng minh với nhau rất nhiều. Và đa số chúng ta bị sai những câu lý thuyết dễ. Rất là tiếc, rất đáng tiếc. Và luyện não sáng sớm sinh ra là để thầy Minh giúp cho tất cả các bạn và các em không bị sai những câu lý thuyết dễ nữa. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Câu 55 ạ. Số phát biểu đúng ạ. Polymer là những chất có phân tử khối lớn, do nhiều đơn vị cơ sở gọi là mắt xích liên kết với nhau tạo nên. Chính xác. Đúng không? Polyethylene CH2 do nhiều mắt xích liên kết với nhau. Chính xác. Phân tử CH4 phản ứng với nhau tạo nên polyethylene. Phân tử CH4 là monomer. Chính xác. Trong polyethylene, hệ số N được gọi là hệ số polymer hóa hay hệ số polymer hóa, hệ số trùng hợp. Đúng chưa? Chính xác. Vậy chúng ta có tổng cộng cả 4 phát biểu đều đúng các em nhé. 55, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Cả 4 phát biểu đều chính xác. Câu 56, một câu tính toán thực tế. Đấy. Câu tính toán thực tế này thầy Minh cho vào đây để với mong muốn rằng là các bạn làm quen với dạng thực tế để đi thi chúng ta không bị lạ nhá. Không bị lạ. Đấy, các bạn mà học sinh lớp offline và online thì Minh thì thầy Minh có nói với các bạn ấy rằng là ôn in vào thực tế các em nhé. Câu 56. Trong cơ thể con người, glucose cung cấp khoảng 3,75 kilocalo năng lượng trên mỗi gram. Đây, trên 1 gram. Một người bệnh chuyển hết 51 chai 500ml dung dịch glucose chứa 25 gram glucose. Một chai 500ml. Một chai
500 ml thì tương ứng với lại 25 g glucose. Được chưa? Thế mà 1 g glucose, 1 g glucose thì cung cấp 3,75 kilocalo. Vậy 25 g thì cung cấp 25 nhân 3,75 kilocalo. Đúng chưa? 25 mà nhân với 3,75 thì bằng bao nhiêu ạ? 25 nhân 3,75 bằng bao nhiêu đây? 93,75 nhá. 93,75 kilocalo. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Nhưng câu thực tế là những câu rất là dễ, nhưng các bạn rất là sợ. Thực ra làm thực tế nó đơn giản lắm các em ạ, chẳng có gì phải kinh cả. Đấy là lý do mà tại sao thầy khuyên cho tất cả các bạn và các em muốn đạt trên 8 điểm chúng ta ôn in thực tế. Và các buổi sáng luyện não thì mình bắt đầu chọn những câu thực tế vào để các bạn làm quen. Câu 57. Cho phát biểu sau công thức phân tử của anilin C6H5NH2. Đúng rồi, C6H7 nào. Chính xác, A đúng. Hydro hóa glucose thu được sorbitol. Sorbitol là C6H14O6. Số H là 14, đúng. Ở điều kiện thường tất cả các este đều tan tốt trong nước. Sai, este không tan trong nước. Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 phân biệt được hai dung dịch clu và fluoruc. Sai, không phân biệt được. Nitron bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt nên được dùng làm vải, dệt vải, may áo ấm. Chính xác. Vậy hoàn toàn tại đây chúng ta có 3 phát biểu đúng các em nhé. Tổng cộng chúng ta có 3 phát biểu đúng. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. A. Câu 58. Lại thêm một câu thực tế nữa thì mình muốn gửi đến tất cả các bạn và các em nha. Lại thêm một câu thực tế nữa thì mình muốn gửi đến tất cả các bạn và các em. Thực tế là thầy mình muốn cho các em làm cho quen đi, được không ạ? Nên cùng chiến đấu cùng thầy Binh nhá. Lấy máy tính ra nhá. Ta có ạ. Nào mà chúng thì nhớ là ới lên nhá. Bảo wow, ông Minh ông dạy chúng lắm. Câu 58 ạ. Isoaminacetat còn được gọi là dầu chuối được điều chế theo phản ứng sau. Để sản xuất 1,3 tấn isoaminacetat cần tối thiểu m kg axit acetic. Có nghĩa đây axit acetic C3COH hiệu suất là 75%, 0,75 isoaminacetat này C7 H14O2. Mình tìm được số mol của isoaminacetat nhé. Mình tìm được số mol của isoaminacetat 1,3 mà chia cho phân tử khối 12 nhân 7 cộng 14 cộng 32 bằng 130 kg tấn đại yến, coi như gam tính toán bình thường. 1,3 chia 130. 1,3 chia 130 bằng 0,01. Vậy suy ra số mol C3COH là 0,01. Lưu ý thuận thì nhân hiệu suất, nghịch thì chia hiệu suất. Chia hiệu suất chia 0,75. 0,01 chia 0,75 bằng đấy 0,01 chu kỳ 3 và nhân phân tử khối C3COH nhân 60 bằng 0,8. 0,8 tấn thì tương ứng với lại là 800 kg nhá. 0,8 tấn tương ứng với lại 800 kg. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Câu 59, câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay, cũng chính là một câu mà thầy Minh, một dạng câu mà thầy Minh dự đoán chắc chắn sẽ có trong đề thi năm nay. Đó là dạng bài tập thí nghiệm vận dụng cao vô cơ nhá. Thí nghiệm vận dụng cao và hữu cơ các bạn gặp rất nhiều rồi, các bạn làm rất nhiều, nhưng mà thầy Minh dám khẳng định với các em là năm nay sẽ không có thí nghiệm vận dụng cao hữu cơ. Mà thầy Minh chắc chắn 100% các em rằng là năm nay sẽ có một câu thí nghiệm vận dụng cao vô cơ. Chính vì vậy nên nó xuất hiện ở trong đề của thầy Minh nhá. Chiến đấu nốt câu này là ấm ạ. Câu 59 ạ. Đọc thật kỹ và chọn đáp án các em nhá. Thí nghiệm vận dụng cao này không phải đùa đâu. Ăn được nó là ấm chín đấy ạ. Đừng có lướt qua, câu này dễ mà. Câu này dễ mà các em, câu này rất dễ, các bạn cùng nghe kỹ thì mình hướng dẫn nhé. Thầy không dạy khoanh lụi. Thầy dạy các em cách khoanh đúng bản chất, chúng đáp án. Không dạy khoanh lụi. Nào. Câu 59. Rót vài ống nghiệm đánh số 1 2. Mẫu ống nghiệm 6 ml dung dịch H2S4. Cho vào mẫu ống nghiệm một thanh ZN. Vậy ZN tác dụng H2S4, đầu tiên là ZN cộng với H2SO4 tạo thành ZnSO4 cộng H2. Ấm chưa các em? Nhỏ 2 N3 dung dịch COS4 cho H4 loãng vào ống 2.
thì xảy ra đồng 2 cộng cộng ZN tạo thành ZN2 cộng cộng đồng. Ta sẽ có thanh đồng bám trên bề mặt thanh kẽm, hai định cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dịch chất địa ly. Vậy ở ống 2 sẽ xảy ra ăn mòn điện hoại, đúng không ạ? Trong bước 2 cả hai ống nghiệm đều xuất hiện bọt khí, chính xác, đều xảy ra một phản ứng này. B, trong bước 2 ZN bị khử, ZN đóng vai trò là chất khử thì nó không thể là bị khử được mà là bị oxy hóa, B sai. Trong bước 3 bọt khí thoát ra ống nghiệm 2 nhanh hơn ống nghiệm 1, chính xác. Bởi vì ở ống nghiệm số 2 xảy ra mòn điện hóa nhá. Nên chắc chắn là tốc độ thoát ra phải nhanh hơn ăn mòn hóa học. Ý D, trong bước 3 ở ống nghiệm 2 có một lượng nhỏ kim loại Cu, đúng rồi, bám vào thanh ZN, chính xác. Trong bước 3 thì ZN bị ăn mòn điện hóa học ở cả hai ống nghiệm là sai, chỉ ở một ống nghiệm thôi. Nó chỉ bị ăn mòn điện hóa học ở ống nghiệm số 2 thôi, đúng không ạ? Còn ống nghiệm số 1 thì không bị ăn mòn. Vậy tại đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phát biểu đúng, đúng không em? Chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phát biểu đúng. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án 3. Đấy, các bạn thấy không? Ngon luôn, ấm luôn chứ còn gì nữa, đúng không? Ấm chặt. Thế mà các bạn đi đòi khoanh lụi làm gì? Các bạn đòi khoanh lụi làm gì? Đúng không? Trong khi mà mình ăn ấm được cái câu này, mà câu này là câu thí nghiệm mức độ vận dụng cao các em nhé. Câu này là câu thí nghiệm vận dụng cao nhé. Vận dụng cao là khó lắm đấy, đúng không? Không phải bạn nào cũng làm được đúng câu này đâu. Ok nhá. Hê hê. Sáng nào thì anh live stream lúc 5:15. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ thầy Minh trong tất cả các cái buổi live của 34 ngày vừa qua. Có bạn hỏi là 8 cộng thì nên nắm chắc những đợt phần nào. Thì 8 cộng thì mình xin chia sẻ với tất cả bạn và các em là muốn đạt được 8 cộng thì các em cần phải nắm được chắc cho thầy Minh 24 câu lý thuyết. Đầu tiên là 24 câu lý thuyết là mình phải ăn được chắc chắn đấy, được chưa? Thì các bạn lưu ý là với 24 câu lý thuyết ăn chắc rồi thì mình phải ăn cả ít nhất là có 2 câu lý thuyết đếm. Một câu là câu lý thuyết đếm về vô cơ vận dụng cao là cái câu thí nghiệm vừa nãy nhá. Thứ hai là câu lý thuyết đếm về hữu cơ. Và thường có thể thêm là 3 cái, 3 câu lý thuyết đếm là một câu lý thuyết đếm về vô cơ nữa. Được chưa? Thì muốn luyện lý thuyết đếm thì mình phải chiến đấu vào buổi sáng cùng thầy Minh. Ok chưa? Thứ hai nhá là chúng ta phải nắm được 8 dạng bài tập cơ bản. Dạng bài tập cơ bản thì đơn giản, 8 dạng bài tập cơ bản rồi. Và ăn tiếp cho thầy Minh là 3 câu thực tế. Nhá. Full lý thuyết đếm cộng thực tế thì chắc chắn là 8 cộng. Nhá. Nên là mình cay lên 8 cộng mà chiến thuật mình đơn giản vậy thôi. Được không ạ? Nhiều khi nhiều bạn học giỏi mà không làm quen với lại thực tế thì các bạn vẫn bị làm sai như bình thường. Được không ạ? Chính vì vậy nên những bạn nào mà muốn mục tiêu 8 cộng ôn in vào thực tế cho thầy nhá. Ôn in vào thực tế cho thầy. Được không ạ? Ok. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi thầy Minh. Rất mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này và tag cho thầy Minh tất cả các bạn và các em vào đây. Hôm nay, buổi học hôm nay, thầy Minh xin phép tạm dừng tại đây. Bye bye, chào tạm biệt tất cả bạn và các em. Có bạn hỏi thầy Minh có khóa cấp tốc không? Thầy Minh, bây giờ thầy Minh không bán bất kỳ một khóa học nào. Bây giờ thầy Minh chỉ có bán khóa học dành cho 2K7 thôi nhá. Không có một khóa học nào dành cho 2K6 nữa. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã ủng hộ thầy Minh. Dạng bài điện phân thầy Minh đã dạy kỹ ở bên trong khóa học của thầy Minh rồi nhá. Và tất cả các bạn học thầy Minh thì đều có phương pháp đường thẳng chinh phục mọi dạng bài tập điện phân. Và bây giờ ấy, thời điểm này ấy, thầy Minh mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em đừng đi học bất kỳ một dạng nào mới cả. Chúng ta chỉ đi ôn tập lại để làm chắc hơn điểm số và tăng điểm ở phần lý thuyết của chúng ta thôi. Ok không ạ? Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Và chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai ạ. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai ạ. Bye bye, chào tạm biệt. 5:15 sáng mai các em nhá. Bye bye.